Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục review cho các bạn một cái vườn mới thi công đây. Thì cái vườn này đã thi công được 1 tháng rồi. Nay thì mình mới có dịp quay lại để review cho các bạn xem. Đây thường thường thì bên mình sẽ có những cái kệ sắt theo cái khuôn mẫu như là 345. Kệ 4 và kệ 3 thì có bánh xe, kệ 5 thì không có bánh xe. Chậu ghép thì đặt dưới đất. Nhưng hôm nay cái vườn này thì mình sẽ đáp ứng theo nhu cầu của chủ đầu tư. Thì khung chậu ghép này sẽ đặt lên cái kệ sắt này, nhằm để dưới đây thì chủ đầu tư trồng thêm rau mầm, hoặc có thể dễ dàng dọn vệ sinh ở dưới khu dưới đây. Còn cái khung thường là cái khung chậu này là kệ 5. Nhưng ở đây chủ đầu tư muốn thêm một chậu nữa, và có cái khung dưới đây để đặt những cái chậu rau mầm. Thì mình cũng đáp ứng theo và sẽ làm theo yêu cầu. Đối với lò chậu thì vẫn sử dụng cái lò chậu bình thường. Nhất là cái chậu rau ăn lá này được kệ khung sắt, và cái chậu ghép trồng dây leo. Vườn này hiện tại đã được 1 tháng mà 1 tuần. Thì cây khâu hoa này mà đã thu hoạch được rất nhiều đợt, trái rất nhiều, sum suê. Đây là loại khâu hoa Nhật. Nhìn nó giống khâu hoa rừng nhưng mà trái nó sẽ to hơn khâu hoa rừng. Đây là những trái còn non. Vườn này thì chủ đầu tư mới thu hoạch hết toàn bộ, mình đã xử lý đất và chuẩn bị cho đợt mới. Thì mình sẽ review cho các bạn xem những cái loại rau có trên vườn này, còn loại gì thì mình review vào đó khi đã thu hoạch hết rồi. Thứ nhất là cái dàn khâu hoa, dàn leo đi là một cái dàn khâu hoa, hay là cái một dây bầu và một dây bí đao. Hiện đang bí đao cũng đang ra trái rất nhiều. Đây 2 trái. Và tiếp theo là loại cây ớt. Các loại rau mùi như là tí tô, rau răm, diếp cá. Và xen canh vô những cái dây leo này là những cây cà chua. Chắc cây này dư, bữa hổm đem cây con dư rồi cắm vô đây. Chứ thật sự là chủ đích là trồng 2 cây cà chua vào cái chậu bên đây và bên kia. Đây, cây đây đang ra trái rất là sai, mới chỉ có 1 tháng thôi. Thường cà chua thì khoảng 35 đến 40 ngày thì mới đầu thu hoạch được. Đây bây giờ chậu ghép rất là dài, cái chiều dài của nó là khoảng là 3 mét. Hiện tại cây chỉ trồng rau muống. Tiếp theo là một loại rau mới với mình, đó là cây cần tây, một cái chậu rất là sum suê. Cần tây này thì nó không giống như cái cần tây ở trên Đà Lạt, cái cọng nó thì nó nhỏ hơn, nhưng mà cái độ mùi nó thì nó cũng tương tự. Thì cần tây này thường thường dùng để nêm gia vị hoặc là ép nước. Tiếp theo đây là một cái chậu ngò rí. Ngò rí rải cách đây khoảng 1 tuần rồi. 1 tuần sau thì nó sẽ đẹp. Tiếp theo là cây tần ôn. Và lúc bên này nhá, thì bên đây thì cũng vẫn như vậy, vẫn là ớt và các loại rau mùi. Ớt này đang ra trái rất nhiều.
Đây là dạng cà chua bi. Cà chua bi nên nó trồng cùng loạt với cái kia nhưng khả năng ra trái nó lâu hơn. Mình vừa mới thụ phấn cho những cái bông này và bón vôi cho đất để nhằm hạn chế thì bệnh hán thư héo xanh như các bạn đã biết. Và sau đây mà các bạn nhìn lại tổng quan khu vườn. Bây giờ mình kết thúc video tại đây. Thì khoảng mình hẹn các bạn khoảng chừng 30 ngày nữa rau lên đẹp khu vườn này, và mình sẽ review được cho các bạn một lần nữa về khu vườn này nhé. Bây giờ là mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.